Kính thưa quý vị, mới đây tại tòa chung cư B10A Nam Trung Yên, Hà Nội đã xảy ra một vụ thang máy bất ngờ rơi tự do, trong khi bên trong đang có đến hàng chục người dân là người già và trẻ em. Thông tin này hiện đang khiến cho dư luận xã hội bất an vì đa phần ngày nay, từ nhà ở đến nơi làm việc hay trung tâm thương mại, thang máy đã trở thành một phương tiện di chuyển phổ biến. Nhóm phóng viên chương trình hiện đang có mặt tại Hà Nội ghi nhận diễn biến chi tiết của vụ việc này. Thông tin ban đầu khoảng 15 giờ ngày 29 tháng 11, khoảng 10 người cao tuổi nhất là 87 tuổi, nhỏ nhất mới 4 tuổi, đang sử dụng thang máy tại tòa chung cư B10A Nam Trung Yên, thì thang máy bất ngờ rơi tự do. Sự việc khiến nhiều người bị thương, các nạn nhân bị thương sau đó được đưa vào bệnh viện kiểm tra. May mắn không có ai thiệt mạng. Đau chân, lấy cả bị đập vào đầu, còn vâng trong tiền nặng, nó cũng là nghiêm trọng đấy, chứ không phải đùa đấy. May là không có chết người, nhưng mà là rất nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng. Thì nó tính mạng gần 10 người cơ mà, đúng không? Nếu mà có người chết thì sao? Theo một số người dân, đây không phải là lần đầu tiên thang máy của tòa nhà gặp sự cố. Thẻ là đang đi thì mất điện, đúng ra mà mất điện thì thang phải về tầng gần nhất và mở cửa cho mọi người ra. Nhưng mà đây thang không về tầng gần nhất mà lơ lửng ở trên, nên mà mọi người ở trong rất là hoảng loạn. Tôi đã bị chết hụt ở trong cầu thang máy rồi, lên xong rồi bắt đầu là lên đến tầng 10. Thì nó bắt đầu bảo nó rơi tôi xuống coi như thế là 2 tầng, xong mới bắt đầu lại phanh được, xong rồi nó không mở cửa. Tòa nhà B10A được đưa vào sử dụng từ tháng 5 năm 2012 do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Hà Nội Hadico làm chủ đầu tư, được thiết kế 17 tầng, có 4 thang máy, 4 cầu thang bộ, hiện có khoảng hơn 200 hộ dân sinh sống. Ngoài thang máy, các dịch vụ thiết yếu khác như điện nước cũng bị người dân phản ánh về sự xuống cấp nghiêm trọng. Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy cho biết đang đợi chỉ đạo của Công an quận Cầu Giấy điều tra làm rõ vụ việc, xử lý đối với những cá nhân, đơn vị liên quan nếu có, đồng thời triển khai thống kê, rà soát lại tất cả những tòa nhà có hệ thống thang máy cũ, tuyên truyền, gia tăng các biện pháp đảm bảo an toàn cho cư dân.